lúc nào cũng sóng gió, lý do là chị chọn. Người ta đầu tư vô cho mình 50 tỷ mà nếu mình lỗ thêm 30 tỷ thì chẳng sao. Không biết rằng nó khó khăn đến như thế, lỡ phóng lao rồi á thì phải theo lao thôi. Mọi người nhìn mình rất là khác, kể cả những người thân nhất của mình. Gia đình tạo áp lực rất lớn nên nói mình phải đi ra thuê nhà trọ luôn. Mình cảm thấy rất là cô độc. Thì mình cứ lấy thằng sống mà người chết, riết mình chết ngắt theo đó luôn. Con người ở Việt Nam mình rất là giỏi. Rồi anh đi dạy học chưa gặp học sinh nào rốt như mày. Cứu tụi tôi. Thiếu ngủ đúng không? Đâu rồi, đâu rồi. Có mà, rồi, của Ngọc Trai. Với Ngọc Trai và Hà Trinh, chào mừng các bạn khán giả đến với chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp. Một ngày mới nắng lên, em Trai giang tay chào đón. Nhưng mà đón ai? Đó là đón khách mời ngày hôm nay tới. Khách mời ngày hôm nay thấy Trai có vẻ tươi tỉnh vậy, hẳn là một cô gái rất là thông minh, duyên dáng và... Ai biết? Ủa, chứ biểu cảm là hê 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 có nghĩa là sao? Tại vì là ngày mới mà đúng không? Mình phải như vậy, mình cười hê hê cho nó tràn trề năng lượng. Kiểu vậy. Rồi, khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ là... Thôi mời đi vô luôn đi. Dạ, em chào anh ạ. Xin mời anh ạ. Xin chào. Dạ, chào anh. Đây. Thấy chưa? Đây, khoan, dù mình chưa biết tên, nhưng để đây, để Conan Doyle nè. Theo phân tích của mình á, bạn là một sinh viên đúng không? Đây thử lại, coi không đừng mất lòng tin. Đây phân tích máy tính cộng cà phê bằng chấm chấm có nghĩa là bạn bạn là dân công nghệ đúng không? Đúng rồi. Bạn làm cho đây bạn làm cho công ty Futurify đúng không? Đúng rồi. Tại vì áo có ghi chữ. Vậy là được rồi, đủ thông tin rồi. Xin mời bạn ngồi ạ. Ủa vậy thôi đó bạn hả? Mời bạn vậy thôi. Hồi nãy là mới phân tích tới cái máy vi tính rồi còn cái ly cà phê kế bên kìa. Có nghĩa là đây là dân công nghệ nè, yêu thích sự giải trí, ngày hôm nay được mời đến chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp nên in cái áo để cho nó hợp lý với chương trình. Trong đó bạn không quên giới thiệu tên công ty là Futurify. Thật sự đây là đồng phục công ty. Cho nên đi ra ngoài bắt buộc phải mang. Bạn có thể giải thích thêm về logo của công ty cũng như là cái tinh thần của công ty in trên áo được không? Công ty của mình là gồm những cái người mê máy tính, nghiện cà phê và thích viết code. Viết nên... code bằng cái gì đây ạ? Cái này là một cái ngôn ngữ trong làm web lớn bé và xuyệt. Nghe nói là Hồ Minh Trí là sống ở môi trường ở nước ngoài nè, đã được đi học ở Canada. Bên cạnh đó Trinh còn được biết là bạn đã có năng khiếu kinh doanh từ nhỏ đúng không? Tụi mình rất là tò mò về điều này đây. Thì hồi nhỏ được mẹ lên lớp lá thì được mẹ mua cho một cái đồng hồ có 12 ngàn thôi, màu trắng cũng tròn như vậy nè. Thì lên trên lớp thì thằng bạn nó thích quá, nó nói đồng hồ này bao nhiêu, để nó về nó nói mẹ tôi mua. Nói thôi thì đồng hồ này cũng tốt lắm, sao mang vài ngày nó cũng hư. Thì nhưng mà thêm chức năng là ví dụ là không có vô nước hay là cái này kia đó, cái bán cho nó 22 ngàn. Thì nó cũng thằng này có nhà giàu cho nên là nó cũng có tiền hơn mình. Hồi xưa mình đâu có tiền. Thì là nó hôm sau nó lấy tiền lên nó đưa cho mình. Đó là cái phi vụ làm ăn đầu tiên của mình. Là lớp lá rồi, lớp lá rồi hả? Nhưng mà về nhà là bị mẹ la. Đây, cái quan trọng là mẹ hỏi: ủa con, cái đồng hồ 12 ngàn mẹ mới mua cho con đâu rồi Trí? Rồi trả lời thì sao? Nói là con cho bạn con rồi. Cho bạn rồi, cho xong rồi trong túi có thêm 22 ngàn. Giấu cái chuyện 22 ngàn đúng không? Đâu có đưa đâu. Rồi bây giờ Trí đã lớn khôn rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là mở ba cái công ty rồi. Thì mọi người cũng rất là tò mò, sau mười mấy năm sau mở cái công ty Futurify thì mọi người đều đang thắc mắc là cái công ty này hoạt động như thế nào và lấy doanh thu từ đâu? Công ty Futurify được lập vào năm 2012. Đó là lần đầu tiên mình về Việt Nam sau khi học xong ở nước ngoài. Lúc đó là mình cũng đang mở một công ty khác ở Canada năm 2011. Thì mình về Việt Nam với cái vai trò là mình tìm có một cái đội để mà làm việc cho đội bên Canada. Thì khi mình về đây thì mình thấy rằng ở tại Việt Nam này có cái tiềm năng rất là lớn về nhân lực. Số lượng người lập trình viên rất lớn và rất trẻ và rất năng động. Thì mình có một cái hướng nhìn là tại sao mình không quy tụ những người trẻ đó lại, mình tạo ra một môi trường để mà họ có thể tự do sáng tạo và xây dựng những sản phẩm mang tên Made in Vietnam.
Thì đó là cái vision đầu tiên, cái hướng nhìn đầu tiên của mình thôi. Thì mình lập nên Futurify. Thì lúc đó là mình muốn là kết hợp với nhiều công ty ở Mỹ, Canada, châu Âu và châu Úc để mà mình làm những dự án cho họ, để học thêm kinh nghiệm cho họ. Nhưng mà chỉ đơn giản là công việc của công ty bạn là viết code là về phần mềm thôi sao? Hay là mình còn làm những cái công việc khác? Thì đến năm 2014 á, thì là mình có một cái yêu cầu làm một cái sản phẩm, đó là Vsmart Sales. Thì lúc đó cái thị trường về phần mềm quản lý cho doanh nghiệp thì rất là nhiều ở Việt Nam. Nhưng mà cái tính chuyên dụng và cái tính đa năng của cái phần mềm thì nó không có những cái, trong những cái phần mềm đang có trên thị trường vào thời điểm đó. Cho nên là mình mới đưa ra một cái ý tưởng là mình xây dựng sản phẩm. Thì mình lập sản phẩm, thì đó là Futurify, là một cái nền tảng có để có tiền để mình xây dựng những sản phẩm khác cho công ty. Năm ngoái mình cũng thử một sản phẩm nhưng nó không thành công thì mình dẹp nó. Năm nay nó sắp tới mình cũng làm một sản phẩm mới nữa, thì mình tiếp tục mình thử như vậy để mình xây dựng nên nhiều sản phẩm và dùng những anh em trong công ty để mà xây dựng sản phẩm. Dạ, yeah. Cái hướng đi của bạn Trinh khá là hướng ra quốc tế, một cái công ty có thể là liên kết với nhiều quốc gia khác nhau. Mà tại sao mình đã có cơ hội làm việc ở Canada, mở một công ty bên nước ngoài mà cuối cùng mình lại quay trở về Việt Nam để khởi nghiệp à? Ở Việt Nam vui quá. Hả? Ở bên kia lạnh quá nên là trốn viện nè. Thì đó là mục đích ban đầu. Nhưng mà sau khi mà về Việt Nam thì thấy rằng là ở Việt Nam có rất là nhiều tiềm năng. Và đặc biệt là con người ở Việt Nam mình rất là giỏi. Và nếu mình tận dụng được những cái người tài này, cho họ một cái môi trường làm việc tốt, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ xây dựng được rất 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 nhiều cái sản phẩm làm từ Việt Nam đi ra nước ngoài. Dạ, yeah. Thì đó là cho mình về Việt Nam. Ở vậy mà Trinh đang nhìn bạn kỹ như vậy á, là Trinh thấy bạn khác so với những gì mà Trinh đã được biết trong cái profile Trinh đọc được. Khi mà Trinh đọc được là Trinh cảm thấy, ôi có gì đâu mà nói, một anh chàng công tử, con nhà giàu, sinh ra trong gia đình gia giáo, được mẹ bảo bọc thương yêu, cưng như trứng, hứng như hoa. Và cái kỷ niệm phong trần nhất bạn có là đi đá banh ở ngoài đường với bạn. Ủa sao ảnh xuống dữ vậy so với cái hành trình khởi nghiệp của các bạn sinh viên? Tôi từ xa lên thành phố vất vả ăn mì ăn liền ở ký túc xá, rồi lăn lộn mượn tiền cho cái dự án khởi nghiệp đầu tiên. Vậy cái dự án của bạn nó dễ dàng như vậy có gì để mà nói đó? Thật sự thì dễ thì không dễ. Mỗi cái thị trường nó có một cái khó khác nhau. Tại sao không phải là phần mềm gì khác mà là quản lý vật liệu xây dựng à? À, vật liệu xây dựng, tại vì ba mẹ của mình làm trong ngành đó. Nên là ba mẹ là khách hàng đầu tiên. Lấy ba mẹ ra thử nghiệm. Cái phần mềm của bạn là sẽ giúp cho cái vấn đề là quản lý cái vật liệu xây dựng nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không? Vậy thì có bao giờ là ba với mẹ bạn là cho bạn những cái ý kiến như là không đồng ý cái này, hay là không thích cái này, hay là muốn bạn nâng cấp nhiều hơn? Có chứ. Xét về cái lĩnh vực này á, thì cũng khá nhiều cái phần mềm ở trong đó. Rất là nhiều phần mềm nó cung cấp cho cái lĩnh vực này, về bán hàng nói chung. Nhưng mà bên mình giảm thiểu những cái chức năng không cần thiết. Tại vì những cái người này, thứ nhất ba mẹ của mình không biết nhiều về kỹ thuật, đúng không? Máy tính thì cũng không biết dùng nhiều đó, chỉ biết dùng chỉ cái nào thì biết bấm cái đó thôi. Cho nên mình loại hết tất cả những cái chức năng nào không cần thiết trong những cái phần mềm mà đang có trên thị trường á. Mình đưa ra một cái phần mềm chuyên biệt cho cái ngành này và cho cái người dùng, cái độ tuổi họ lớn. Yeah. Mình phải làm thật sự nó dễ dùng. Tức là giống như là một cái phần mềm mà tính tiền của cashier ngày xưa thì người ta lại dùng tay tính bill, đúng không? Mà khi mà nâng cấp lên một cái hệ thống thì ta có thể quản lý được cả hàng tồn kho, nguyên vật liệu nhập, có thể nói đơn giản là như vậy. Rồi sau đó cái job đầu tiên, cái hợp đồng đầu tiên thì như thế nào? Tụi mình mới đưa ra chính thức là vào tháng 5 năm ngoái. Lúc đầu thử nghiệm á, thì mình chạy trong vòng 18 tháng để coi phần mềm nó có hiệu quả hay không. Thì mình chạy với lại ba nhà máy khác nhau, thì một nhà máy là Mentone, máy gạch men, và một nhà máy làm chung hết tất cả tôn gạch men. Thì họ có nhiều cửa hàng lắm. Thì mình thử coi là phần mềm này nó có hiệu quả hay không. Và sau đó từ tháng 5 đến bây giờ thì phần mềm bán từ đồng bằng sông Cửu Long lên đến Đắk Lắk và lên đến Nha Trang. Thì nhiều khách hàng họ đã mua. Ở thời điểm hiện tại là cái phần mềm của bạn đã được bao nhiêu doanh nghiệp cũng như là bao nhiêu cửa hàng sử dụng rồi? Tùy theo cái nhiều công ty họ đưa ra hình như giá là 20 triệu cho một gói. Nhưng mà họ cũng bán thêm mỗi tháng, là họ bán thêm cái tiền bảo trì. Dạ. Yeah. Đó thì hay dừng là 300-400 hoặc là 1 triệu tùy theo cái gói bảo trì của họ. Bên mình không có bán cái gói đầu tiên, tức là mình trả theo tháng. Dạ. Yeah. Tháng 500, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu.
Có nghĩa là cứ trả suốt, cái mình cứ dùng thì mình trả, còn đúng không rồi. Dùng thì không cần trả tiếp. Chính xác. Tại vì trong cái quá trình đó là mình tất cả những nâng cấp là miễn phí cho họ. Mình hỗ trợ cho họ là 24/24. Bất cứ thế nào nhấc phone lên là có nhân viên của mình trả lời. Vậy có nghĩa như là cái phần mềm của bạn nó vẫn còn rất là khó sử dụng đúng không? Chứ không phải là đơn giản như là lời bạn nói. Cái tính chuyên dụng của nhân viên ở đây nó rất là cao. Cho nên cái tính chuyên dụng của phần mềm này nó giúp cho nhân viên lựa những cái loại tôn nào phù hợp, cái chiều dài bao nhiêu, rồi hàng tồn kho quản lý như thế nào. Tức là cái tính chuyên dụng nó cao, cho nên đòi hỏi là cái lúc đầu á, họ mình phải có cái, mình phải nắm tay khách hàng là mình chỉ này kia cho nó đơn, cho nó cụ thể hơn thì nó dễ dùng. Thêm khuyến mãi rồi hướng dẫn chi tiết, tặng cái này kèm cái kia, là phục vụ ô bế các kiểu. Đúng rồi, có nhiều khách hàng mà thấy nhân viên mình tận tình quá, giới thiệu con gái cho họ, cho nhân viên mình luôn. Ồ vậy luôn là vậy. Vậy có nghĩa như là công ty này thêm một chút chức danh phụ nữa là chắc là đều là mai mối. Đúng rồi. Dạ. Thật ra là bao viết phần mềm á là nghề nghề phụ thôi. Dạ. Đúng rồi. Còn làm không ai là chính. Hồi nãy là bạn vẫn chưa trả lời trai câu hỏi là tới thời điểm hiện tại là có bao nhiêu doanh nghiệp dùng cái sản phẩm của bạn. Và hiện tại bây giờ là bạn đánh giá là lời hay lỗ. Tiền của mình á. Mới mấy tháng mà. Hiện tại là lỗ. Từ cứ hỏi thôi. Lỗ nè. Thì chính thức là tháng 5 là bắt đầu. Thì tháng 7 đến cho tháng 1 là 22 doanh nghiệp từ Nam ra Trung là họ đăng ký, họ sử dụng. Cho nên là mỗi tháng thì khoảng chừng 3-4-5 khách hàng, 5 cửa hàng. Mỗi cửa hàng như vậy họ có những cái chi nhánh khác nhau nữa. Dạ. Hồi nãy theo như lời Trinh có bật mí là hình như là bạn là có trong tay 3 công ty. Đúng rồi. Đúng không? Nếu mà bạn có trong tay 3 công ty như vậy thì làm sao mà bạn có thể quán xuyến được hết tất cả mọi thứ? Mình rất may mắn khi mà tìm được những cái người đồng sáng lập với mình rất là giỏi. Một người ở đây Futurify có Dũng. Dũng rất là giỏi về kỹ thuật. Nên là mình bàn giao hết tất cả công việc về kỹ thuật cho bạn, cho Dũng. Ở bên Canada thì mình có 2 người rất là giỏi. Một người giỏi về tài chính, một người kia cũng giỏi, rất giỏi về kỹ thuật. Thì mình hỗ trợ mỗi người là một mảng. Bên V-Smart Sale thì có Khoa cũng rất là giỏi về vấn đề mà tiếp cận với khách hàng. Thì Trinh thấy là bạn học ở nước ngoài về nè, và cũng rất là cởi mở. Nhưng mà đa số các bạn mà đi du học nước ngoài về á, thường lại rất là tự tin và lạc quan. Rằng mình sẽ làm được với tất cả những cái kiến thức bài bản được trau dồi từ nước ngoài. Nhưng mà khi đặt vào cái trường hợp thực tế ở Việt Nam, với cái mối quan hệ xã hội chồng chéo là cái điều tiên quyết để tạo nên thành công của một mối hợp đồng, thì bạn có cảm giác hơi thất vọng ngay từ những ngày đầu tiên làm việc không? Đúng rồi, ở Việt Nam thì nó chưa rõ ràng về cái vấn đề mà giấy tờ. Thì khi mà lập công ty thì cũng rắc rối lắm, mất hơn 2 tuần mới lập, trong khi Canada mất 20 phút. Rồi thuế, mặc dù là được miễn thuế đó, thì nhưng mà cũng gặp cũng khá nhiều cái vấn đề về vấn đề đó. Rồi khi mà để bán cho khách hàng á, thì khách hàng không đòi hóa đơn, không để nói đừng xuất hóa đơn cho họ. Rồi mình thì muốn minh bạch hết tất cả mấy cái đó, nhưng mà khách hàng là những người không muốn hóa đơn, rồi những người này người kia, thì dẫn đến là mình cũng gặp khá nhiều cái khó khăn khi mà mình đi từ nước ngoài về. Ở nước ngoài tất cả mọi cái đều rõ ràng. Anh mua cái gì thì anh đây là hóa đơn của anh. Thì thường các feedback của khách hàng, những yêu cầu hoặc là yêu sách của họ có nhiều không? Cho một cái phần mềm như vậy. Như V-Smart Sale đi, họ trả cái gói thấp nhất mà họ đòi lấy cái chức năng của cái gói mà mắc nhất. Thì đôi khi họ đòi cái nó vô lý. Tâm lý chung ha, kiểu như người Việt Nam mà rất là thích cái gì mà ngon, bổ mà phải rẻ mới chịu. Đúng rồi. Chứ mắc quá không chịu. Cũng đúng thôi trai, bây giờ trai thử tự tượng nhanh cái ngành của anh Trí thôi nha, là quản lý phần mềm, quản lý vật liệu xây dựng đúng không? Trên lên Google, trên search một cái, bảo đảm với anh ra 1 triệu kết quả về công ty xây dựng và những cái phần mềm tương tự với cái giá nhiều khi dùng free 1 năm, dùng free 6 tháng, tặng thêm cái này tặng thêm cái kia. Giờ anh không ký hợp đồng cho tôi, ok tôi tìm công ty của trai bình thường, thì mình phải giải quyết những trường hợp đó như thế nào, và đấy có phải là khó khăn không? Đúng, giá của mình hơi cao thì đây cũng là cái vấn đề của khách hàng. Nhưng mà mình nghĩ rằng đại dương cũng rất là xanh. Cái giá của mình đưa ra, tại vì cái giá trị mình mang cho khách hàng nó rất là cao. Cho dù là đi tìm những cái phần mềm mà họ, những cái khách hàng mà tới với mình á, họ cũng dùng nhiều phần mềm lắm rồi. Ít nhất họ cũng dùng 2, 3, 4 phần mềm rồi. Có những người đặt luôn cả cái phần mềm cho riêng họ, họ trả, họ bỏ ra mấy trăm triệu để họ đặt. Nhưng mà cũng rốt cuộc nó cũng nặng nề, cục kịch, nó không chạy được. Rồi thì khi họ quay đến mình thì nó rất là rẻ so với mấy trăm triệu họ bỏ ra. Cái ước mơ của mình không những là chỉ làm đơn thuần là một cái công ty rồi mình kiếm tiền, nhưng mà xây dựng một cái nền văn hóa. Văn hóa đó là năng động, sáng tạo, để mà con người Việt Nam mình càng lúc trở thành những cái sánh vai với lại những cái đất nước khác, là mình
tạo ra những nhiều sản phẩm khác cho thế giới. Dạ, trước khi mình nói những điều vĩ mô đó là những cái điều đào to búa lớn đó, thì cái nền văn hóa trong công ty của mình đó phải có một cái luật đúng không? Người ta nói có thể là thiết quân luật do chính bạn của Minh Trí đặt ra. Thì cái những cái luật ở trong công ty bạn á để giúp cho nhân viên có kỷ luật hơn và hiểu hơn về cái văn hóa thế giới và giao tiếp tốt hơn với cái nhịp thở hiện đại, thì bạn đã có những cái luật gì? Công ty mình có 3 tiêu chí: thân thiện, năng động và sáng tạo. Thì thân thiện tức là trong công ty rất là vui ha. Sáng là mình mở như bài Đường đến đỉnh Vinh Quang, đó là quốc ca công ty, là mình phải nhắm đến tương lai. Rồi trong giờ làm việc thì mình phải coi như là ai hỏi mình câu hỏi nào mình không có được câu có, mặc dù là thỉnh thoảng mình cũng hơi câu có. Giống siêu thị tiện dụng vậy, lúc nào cũng tụi em có thể giải quyết được ạ. Cái đó là thân thiện ở trong công ty thôi, còn khách hàng thì bắt buộc luôn luôn phải thân thiện rồi. Vậy thì những cái văn hóa mà giống như là thiết quân lực mà bạn đặt ra cho công ty của mình á, có phải là bạn học từ đất nước Canada không? Bởi vì là đất nước Canada là một trong những đất nước mà là cái vấn đề là khởi nghiệp á rất được người ta tôn trọng. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đất nước Canada thì cái văn hóa của họ là văn hóa sorry và thank you. Cảm ơn, xin lỗi. Đó là tất cả thế giới đều biết về văn hóa đó. Cho nên là mình muốn mang cái văn hóa đó về lại Việt Nam. Việt Nam mình không có dám hỏi tại sao anh làm cái này, tại sao, không dám thắc mắc. Không, đôi khi mình nói với họ như vậy nhưng mà đôi khi họ không dám hỏi ngược lại mình là tại sao lại muốn làm như vậy. Không, cái văn hóa của người Canada là họ thà anh mình nói thẳng ra với nhau đi rồi mình sorry. Dạ. Còn nghĩa là mất lòng trước và được lòng sau. Nhưng mà văn hóa Việt Nam mình họ nể người này, họ nể người kia, cho nên là họ nể mình là chủ, cho nên họ không có cãi với mình. Nên là cái đó là cái mình muốn phá bỏ cái văn hóa như vậy. Cho nên trong công ty mình không có tường, mình ngồi ở giữa. Là bạn ngồi ở giữa, nhân viên ngồi quay xung quanh. Dạ, làm việc chắc dễ chịu. Rất là dễ chịu. Nhân viên cứ nhìn thẳng vào người bạn, cái ghế bạn có xoay không? Lâu lâu xoay không. Vòng nhà đó để xem cái nhân viên ngồi, làm cái gì. Nhân viên mình ngồi cái ghế nệm, mình ngồi cái gỗ. Tức là mình không muốn tạo cái rào cản, mình không muốn ngồi ở trên người ta. Theo đây thấy thì cái đó cũng là một cái rào cản vô hình rồi đó. Tại vì là thực sự mà nói là không có một nhân viên nào mà lúc nào cũng muốn sếp mình ngồi sau lưng. Đúng không? Không, trước mặt luôn, trung tâm luôn. Thậm chí là trước mặt luôn đó, rồi đó. Mình vòng vòng vậy nè. Là họ không có làm được gì, không có sớ rớ được kiểu vậy đó. Lúc nào cũng phải tập trung vào công việc, thấy không? Lỡ ông nhìn mình rồi sao, không có sợ vậy. Thì có bao giờ mà nghĩ... Anh dễ thương, anh dễ chịu lắm. Ai biết được, lên đây thấy cười hoài mà ai biết được ở trong công ty sao, đúng không? Vậy là có bao giờ bạn suy nghĩ là nhân viên sẽ cảm thấy hơi bị áp lực khi mà bạn lúc nào giống như là nhìn vô trung tâm là thấy bạn rồi, không có chạy đâu được hết trơn rồi. Có bao giờ không? Mình cũng nghĩ như vậy. Mình cũng nghĩ rằng là do mình ở đó cho nên là mọi người không dám lên Facebook nhiều. Vậy bạn có chặn luôn Facebook trong công ty không? Không. Tuyệt đối là mình tự do mà. Mình là tự do mà. Rồi cái năng suất làm việc công ty hiện nay bạn thấy ổn không? Công ty mình thành lập được bao nhiêu lâu rồi? Từ 2012. Thì như năm vừa qua thì tăng trưởng 150% thì mình nghĩ là cũng not bad. Cũng không nổi. Có nghĩa là hợp đồng đến liên tục. Đúng rồi. Và nhân viên thì... có khả năng thăng tiến liên tục. Đúng rồi. Có vẻ như là hồi nãy tới giờ khách mời của chúng ta đều rất là thoải mái, thấy không? Tươi cười trả lời tất cả mọi câu hỏi, coi như là không có cái gì mà khó khăn cả. Tính lại đây là cấu hình thanh thản đó. Đúng rồi. Thôi bây giờ là mình tạo thêm một cái cấu hình hạt cọt đi, thấy không? Cái gì mà có cột cọt hạt gì? Hạt cọt thì cái kiểu dân gian hay nói vậy đó. Hạt cọt là mạnh tay xíu. Đúng không? Mạnh tay hơn. Mình cứng ráng xíu mà mình mạnh xíu nha. Chào mừng bạn đến với thử thách của chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp. Và Trai nói trước, cái gì mà to xuất hiện ở trên đây nó đều không an toàn. Ủa, lại chơi lại cái trò cưa người giống hôm bữa hả? Mà hôm trước á tự nhiên cưa lộn. Hôm bữa nóng nghe từ lưa. Tại chưa đâu có ổn đâu. Bạn có hứa là không được bắn giống chúng tôi hay không? Rồi xin hứa. Xin hứa đúng không? Rồi nè, tặng bạn luôn. Rồi, mà trước khi tham gia chương trình có ai đưa bạn ký gì không? Giống như kiểu là không chịu trách nhiệm. Không, nên mình hứa xuông vậy thôi. Chết rồi, vậy là bây giờ là mình không có chịu trách nhiệm đó luôn rồi Trinh ơi. Thôi không sao đâu. Mà mọi chuyện sao ổn mà chứ, không sao. Đeo vô. Không mà làm, không mà trước hết là... Đeo vô, rồi tôi nói. Không có gì nhiều, chỉ có nút đau múa đắng thôi. Rồi bây giờ bạn giơ tay ra phía trước. Tay nào? Xoay qua. Để tay xuống. Đó là bà đụng thấy cái gì đúng không? Rồi, bây giờ cụ thể trong đây có cái gì thì Trai sẽ bật mí. Không phải là cho bạn mà cho các bạn khán giả được biết. Rồi bây giờ trước mặt bạn chính là ba cái hộp. Và trong ba cái hộp này đựng cái gì thì chúng tôi không biết ha. Và cái nhiệm vụ của bạn là bạn phải làm sao đoán được vật trong ba cái hộp là gì nha. Hộp thứ nhất. Rồi, tay.
Đưa đây. Con gì? Đưa đây. Coi con gì không? Coi con gì không? Không biết. Không biết đâu. Không hỏi hỏi có biết. Cái gì vậy? Nó là cái gì vậy? Nào đoán được thì mới được rút tay ra. 3.800 nhân viên đang xem. Đàn ông chúng ta không nên sợ gì cả. Chỉ sợ phụ nữ thôi. Cái gì vậy? Mình thử đi. Nó ướt. Nó ướt đúng không? Thì bây giờ cái con gì mà nó ướt nè, có nhiều con lắm. Con gì nó ướt? Con rùa. Rùa nó cứng. Đụng như là nó cứng cái mai. Cái gì? Con cóc hả? Bạn ờ thì đó. Bạn nó. Đó thì đó. Thì hết. Đúng rồi. Ờ đó, đó thì đó. Qua con này dễ hơn nè. Con này không được rồi con. Con này dễ hơn, thề luôn. Nhát con, hết. Không, con nhỏ. Này là con này là con cá massage. Trời ơi. Sao ấm vậy ta? Đó, ai biết nữa. Ở đời có nhiều thứ ấm lắm. Vô. Ở trời khó nhau quá. Nào chị ơi. Biết chương trình mà. Rồi cho vô nha. Cố lên. Okay. Cố lên. Nhưng mà mấy con này là chết chưa? Hả? Nó chết chưa hả? Nó ngáp ngáp chưa thôi. Chết. Hả? Đó. Chỉ là nước thôi mà ấm, dễ sợ ấm luôn. Rồi xuống nữa. Ủa gì vậy? Trời ơi, tôi đâu có hại đâu trời. À, con lươn. Con lươn đúng không? Chốt. Chính xác. Rồi. Rồi, qua đây là con cuối cùng. Đây là cái gì đây? Bạn có quyền hỏi khán giả. Đây, tôi nói trước nha, ba cái thứ cuối cùng nó hơi bị nguy hiểm nha. Nó dễ thương lắm, nó không có cắn đâu. Sao quýnh nó vậy? À, nó ngửa bụng ra luôn rồi kìa, nó chết rồi chị ơi. Chị ơi, sao bạn ác quá vậy? Nó ngửa bụng lên luôn rồi kìa. Rồi còn sai bụng cho nó. Wow. Tự nhiên quýnh nhỏ rồi kêu đau. Người gì kỳ cục vậy? Cái con giống con chuột á mà nó không phải con chuột. Không, mình biết con đó. Thôi rồi, mình biết là bảy bắt con mà nó đi trong cái vòng. Cái con chạy vòng đúng không? Cái con nhai là con gì? Con nhai á. Cái con nó giống con chuột, nó nhỏ. Mình biết cái tên, mình quên. Giờ bọn biết là nó tên Ham. Ê, bây giờ thấy à. Hamster, đúng rồi. Rồi, bây giờ cởi ra nè. Cái nỗi sợ mà làm cho trí đôi lúc mà không biết mình nói cái gì. Thấy nó dễ thương không? Cái con này mình biết cái tên đó mà mình quên cái tên đó rồi. Đây, con này nè. Yêu. Còn con này mới dễ thương nè. Đó. Bạn thấy bạn can đảm chưa? Một tràng pháo tay cho Trí ạ. Mình ấn tượng nãy giờ có một cái chữ đó là yêu. Yêu là sao? Là ui đáng yêu hay là sao? Yêu là y là ghê. Ghê. Nhưng mà nếu mà cái con ếch nè, rồi con lươn nè, và cái con hamster á, nó không có cắn, nó cũng không có hại mình. Nhưng mà tại sao bạn lại yêu? Mình không thích mấy con mà nó cái người của nó nhớt á. À. Mình không có thích cái con gì mà con nó nhớt. Con rắn và những cái loại dài dài như con lươn là không thích. Và cái con mà có lông như hamster không thích. Không, con đó thì không sao. Con đó chụp thì không sao. Không sao, sao đụng vô lại yêu. Tại không biết là còn gì. Cái con mà có mục như là con cóc với con ếch. Ừ. Còn con gái mấy cái con mà nó dễ thương mình, nó dữ hay cắn á. Cỡ trinh là cũng sao. Ok, vậy được rồi. Tưởng sợ luôn con gái thì không mới kỳ. Thưa quý vị, Hồ Minh Trí mà chúng ta vừa gặp gỡ rất là thân thiện, dễ thương và cởi mở. Đúng cái kiểu là các bạn học sinh ở nước ngoài thì luôn luôn là mong muốn mang đến cho tất cả người Việt Nam chúng ta có thêm những cái cơ hội mới hơn. Và cảm ơn bạn vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng công ty của bạn sẽ có được cái nhiều tin vui trong dự án mới nha. Cảm ơn Trinh. Đây cũng là một câu học thuộc lòng khi mà kết thúc chương trình Cà phê Khởi nghiệp. Các bạn khán giả ơi, hãy đón xem chương trình Cà phê Khởi nghiệp được phát sóng trên kênh HTV7 khung giờ 7 giờ tới 7 giờ 30 các thứ hai, thứ sáu hàng tuần. Và phần trả bài của em tới đây là hết rồi. Và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.